Ngày 21 tháng 10, thông tin từ đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang liên hệ 12 tài xế xe tải và container rượt đuổi chèn ép nhau trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến làm việc. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện clip xe tải liên tục bị container lạng lách phía trước, từ làng khẩn cấp đến làng đường ở giữa để ngăn không cho vượt lên. Nhiều đoạn xe tải sắp vượt được nhưng container lại đánh lái ngay trước đầu xe, suýt xảy ra va chạm. Một số tài xế lưu thông cùng chiều chứng kiến vụ việc cho biết, do hai xe va chạm từ trước, sau đó container bỏ chạy nên xe tải cố đuổi theo. Đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, qua trích xuất camera xác định đoạn cao tốc này thuộc địa bàn thành phố Tân An, Long An, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.